quạt luôn các bác, hơi khỏe cực kỳ luôn. Boa M10 đấy các bác nhá, cực kỳ đẹp. Lâm xì ngâu kép. Đây là xì ngâu kép hết các bác nhá, nó xoay được này. Nó xoay được gần 360 độ, khoảng 270 độ. Tùy nó hướng của anh em. Cô này kết hợp nghe nhạc, xem phim, thậm chí hát karaoke luôn. Nó là đàn anh của AM5, đàn anh của AM7. Bass đánh rất hay. Nó súp sâu cực kỳ luôn các bác nhé. Sâu khoảng gần 60 luôn. Chiều sâu của súp này. Em đã có hướng dẫn với các bác rồi, các bác đánh âm ly hai kênh để các bác có thể kết hợp để nghe nhạc. Đấy, trường hợp mà các bác xem phim thì các bác cho nó về hết xem phim, còn nghe nhạc các bác đấu những cái loa tay này, các bác đấu A cũng được, đấu B, A cộng B cũng được, hoặc là các bác đấu trực tiếp chia ra cái như thế này. Có mấy cách đấu em có làm clip rất là chi tiết với bộ AM10 này rồi. Quay rất gần để các bác nghe từ tiếng súp của nó, tiếng bát của nó. Con âm ly em đang ghép là con âm ly kia, VN 7900, có điện thoại rồi, em đang test từ điện thoại. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Bộ AM10, anh em nào có nhu cầu thì alo sớm nhé. Bộ hôm trước thì bán rất nhanh. Đấy, lần này về. Đấy, bộ AM10, 5 loa xì ngâu kép, 1 súp hơi, cực kỳ gấu luôn.